Vâng, chào tất cả anh chị. Nhân dịp năm mới thì Phúc Yo và Xe và Đam Mê xin kính chúc các anh chị trên mọi miền Tổ quốc có một sức khỏe dồi dào, hanh thông, an khang thịnh vượng. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin phép được làm một bài báo giá tổng thể xe đang có mặt tại Xe và Đam Mê. Và cũng nhân dịp cái đầu năm mới này thì tôi cũng xin phép là tri ân giảm giá cho anh chị một số mẫu xe. Đấy, để các anh chị có thể có cái cơ hội được sở hữu những cái xe để đón một cái tiết Tết âm lịch thật ấm áp. Đấy, có một cái phương tiện để phục vụ gia đình đi du xuân. À, có những mẫu xe thì tôi khẳng định giảm giá tới 100 triệu các bác nhé. Vậy thì xin mời các bác hãy cố gắng lắng nghe và theo dõi hết clip để nhận được tất cả những sản phẩm sẽ được tri ân và những mẫu xe nào được tri ân. Thì vào đầu chương trình thì trước mắt các anh chị đây, có thể đây là một chiếc bản GT, nó là bản rất hiếm. Nó là một chiếc xe có thiên hướng thể thao coupe đến từ họ nhà BMW, động cơ 2.0 turbo tăng áp, được sản xuất năm 2014. Và nó là bản nhập Mỹ các anh chị nhé. Trục cơ sở dài cái xe này thì nó dài đến 5 mét cơ. So với X4 và X6 thì cái xe này dài hơn. Trục cơ sở dài thì đi nó sẽ êm ái hơn. Và khối động cơ 2.0 turbo tăng áp kép thì phải nói nó rất là mạnh mẽ nhưng rất tiết kiệm nhiên liệu. Các bác chạy đường trường thì nó loanh quanh khoảng 8 lít thôi. Cần số điện tử. Mọi chi tiết thì xe, tất cả sản phẩm Xe và Đam Mê thì đều được bao test chính hãng. Cam kết bảo hành 4 năm sử dụng và xe thì cam kết không lâm xô, không thủy khí trong nước và máy số nguyên sinh nguyên bản các anh chị nhé. Các bạn này là kính không viền này, kính không viền. Thì chiếc xe này đang được chào bán với giá là 920 triệu đồng cho một chiếc BMW GT được sản xuất năm 2014 nhập Mỹ. Thì ngày hôm nay cũng xin phép là tri ân giảm giá cho anh chị cái mẫu xe này 20 triệu đồng, khoảng 20 triệu đồng. Xe thì trong tình trạng là nguyên sinh nguyên bản, các bác có thể kiểm tra thợ thuyền hoặc check test bất kể ở đâu. Và mẫu xe thứ hai thì cái này thì cũng vừa về thôi. Đấy. Phải nói là nhưng cái xe này thì có nghĩa là chỉ một số ít hiểu về nó. Một thương hiệu của Toyota nhưng cũng là xe nhập Mỹ. Giá trị lúc mới thì nó loanh quanh khoảng 4 tỷ đồng. Đấy. 7 chỗ ngồi, một chiếc Highlander. Đấy. Highlander các bác nhé, 7 chỗ ngồi. Thương hiệu của Toyota nhập Mỹ. Đấy. Lúc mới thì chúng ta sở hữu phải bỏ ra khoảng 4 tỷ. Và những cái thương hiệu đến từ Toyota thì ngoài cái độ lành tính bền bỉ thì chạy con Highlander này là nó vượt trội so với Prado rất nhiều các bác nhé. Đó, ai đã đang đi Highlander thì biết rồi, giá trị cao và chất lượng của bản nhập Mỹ thì nó vô cùng là đẳng cấp rồi. Đây. Và xe này thì là sản xuất năm 2011, số tự động, động cơ là 2.7 và xe đang được chào bán với giá là 600 triệu đồng các chị nhé. 2011 xe màu trắng bằng 600 triệu đồng, quá hợp lý rồi, thay vì 4 tỷ. Và tiếp theo các anh chị lại biết đến một cái thương hiệu đến từ Nhật Bản, nhưng đây là một cái thương hiệu đầu bảng của Nhật. Thì đây là một cái thương hiệu để ra cái thị trường thế giới đấu với tất cả các loại xe sang trọng đẳng cấp của thế giới. Thì Lexus không làm người dùng thất vọng. Những dòng xe quý tộc chẳng hạn như chiếc RX350 lên form 215 độ la răng và trong tình trạng xe đẹp xuất sắc, động cơ là 3.5, xe sản xuất là cuối 2009 và lên form mới là 215. Thì chiếc xe này cũng đang được chào bán với giá là 850 triệu đồng. Và ngày hôm nay tri ân giảm giá cho các bác 20 triệu đồng, chỉ còn 830 triệu đồng. Và tất cả sản phẩm Xe và Đam Mê thì là xe chất lượng, đảm bảo là không có xe lỗi các bác nhé. Vậy thì tiếp theo, đây cũng là một cái giá trị tiếp theo khi chúng ta sở hữu nó. Một chiếc E300 được sản xuất năm 2011. Thực sự nó gây ấn tượng ngay với những cái kiểu dáng, cái thiết kế, cái độ rộng rãi và độ sang xịn của nó. Và cầm lái trải nghiệm chiếc E300 thì nó quá tuyệt vời rồi. Đấy. Cửa sổ lóc panorama toàn cảnh, ga tự động cruise control và tất cả cái chi tiết và vật liệu là cao cấp. Những chiếc E300 này các bác sở hữu mới thì các bác phải bỏ ra 3 tỷ đồng, khoảng 3 tỷ đồng. Và ngày hôm nay thì các anh chị có thể chỉ bỏ ra 470 triệu đã sở hữu được một chiếc xe nguyên zin nguyên bản E300 2011 và tri ân giảm giá 20 triệu. Còn 450 triệu hồ sơ cầm tay các anh chị nhé. Về bấm biển trong một lốt nha. Đó. Và tiếp theo một bên cạnh thì có một chiếc xe này thì ở thị trường Việt Nam chỉ có duy nhất 150 chiếc được ra đời. Đó là C200. Nhưng đây là bản Blue, có nghĩa là bản cao cấp nhất. Nó trang bị cả ghế da lộn. Đấy. Cả thị trường Việt Nam thì có 150 xe thôi các bác ạ. Đấy. Nó rất tuyệt vời luôn. Động cơ là 1.8 turbo tăng áp, số tự động, rất tiết kiệm nhiên liệu nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Chiếc xe này là bản Blue 2013. Đấy. Và ngày hôm nay đang giảm giá kịch sàn cho các anh chị còn 430 triệu đồng.
thay vì 480 triệu, được chưa ạ? Và đây là một chiếc xe phải nói là, nói về chất thì tôi khẳng định là nếu nó là số 2 thì không ai là số 1. Một chiếc xe 2014 mà chạy được có 5,5 vạn, một chủ từ mới, tất cả tình trạng phải nói rằng nó còn như mới tinh luôn các anh chị nhé. Một chiếc C200 cũng trang bị động cơ 1.8 nhưng đời này nó lên là máy eco 2014 Odo mới có 5,6 km, khủng khiếp chưa về độ mới đó. Chiếc này cũng đang chỉ ấn từ 520 triệu, còn 460 triệu đồng. Chiếc xe này ghế sau gần như chưa có người ngồi luôn, nói về độ mới của chiếc xe. Chẳng qua là tôi báo giá thì tổng thành xe thì không thể quay chi tiết được các bác nhé. Còn các bác nào mà ok mẫu xe nào thì alo trực tiếp cho Phước Vô, tôi sẽ kết bạn Zalo và gửi chi tiết những cái clip riêng biệt những cái mẫu xe mà tôi đã quay cực kỳ kỹ, kể cả gầm bệ, máy móc, thân vỏ đầy đủ các anh chị nhé. Đó. Và bên cạnh những chiếc Camry thì nó quen thuộc người dùng, nhưng đây nó rất lạ các bác ạ. Một chiếc Camry 3.5Q thì đúng rằng không có nhiều. Đó. Thì nó trang bị tới hộp số 6 cấp. Đấy, dù ở đời nào. Và động cơ của nó là 3.5 nhưng nó dùng máy Lexus, lên mức tiêu thụ nhiên liệu của nó trung bình khoảng 9 lít. Tôi nói như thế thì nhiều anh chị đang đi một chiếc Camry 2.4 đầy cũ nói là wow, ông Phúc nói làm sao đấy? Đấy, 3.5 là ăn ít xăng hơn cả là 2.4 là sao? Thì cũng xưa thưa các anh chị, cái đấy là do công nghệ máy và công nghệ hộp số. Đấy, các bác đang đi chiếc 2.4 cùng đời hay là 7 như này, các bác chỉ ăn là công nghệ máy VTI. Nhưng đây là công nghệ máy DOHC và hộp số 6 cấp, các bác ăn hộp số 4 cấp, nó khác nhau. Đấy, lên mức tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ thấp hơn. Con này thì nó full chạy cực sướng luôn. 350 triệu giảm còn 320 triệu, được chưa ạ? Audi Q3, một cái thương hiệu đình đám đến từ Đức, thực sự là mẫu xe Đức. Thì về cái độ an toàn, về cái độ đẳng cấp, về cái độ sang xịn tên tuổi thì chúng ta không có gì phải bàn cãi cả. Đây là một chiếc Audi Q3 form mới của 2012. Nó được lên form mới 2016 thì vẫn form này cho anh chị ạ. Con này là bản full nên nó trang bị là động cơ 2.0, vô cùng mạnh mẽ. Audi Q3 là một chiếc xe rất đẹp luôn. Chạy thì sướng, đầm chắc, gọn nhẹ các bác ạ. Súp, súp cỡ nhỏ, gầm cao. Thì con này thì phải nói rằng các bác có thể đã xem clip rồi. Đấy, tôi đang chào bán là trên 500 triệu đồng, nhưng ngày hôm nay giảm giá các bác 480 triệu. Được chưa? Đấy. Và Nissan Terra là một dòng xe mà tôi đánh giá cao ở cái độ mức độ vận hành. Bởi vì cùng đời của 21 thì Camry và Accord không được trang bị hộp số 7 cấp. Đấy. Nhưng con này đã được trang bị hộp số 7 cấp rồi, cộng hưởng với hệ thống treo. Thì Nissan Terra là một dòng xe chạy nó mượt mà là êm ái hơn, chạy rất sướng các bác ạ, vận hành thì nó tuyệt vời. Con này 21 zin tuyệt đối nhá, chứ máy ra thì tôi bán rẻ thôi. Tôi bao cả máy zin, tất cả là zin. Đấy. 335 triệu giảm giá 25 triệu còn 310 triệu. Con này rất đẹp luôn các bác nhé. Đây là mẫu xe mà tôi đánh giá rất là cao về độ vận hành, mà thực sự là một chiếc xe rất là đáng đi, rất đáng đi. Lại xe màu trắng, con này thì nó xuất sắc rồi các bác nhìn này. Đấy, nó xuất sắc đến mức độ như thế này cơ mà. Đấy, lên màn hình cam lùi các thứ không thiếu một cái gì, giải trí toàn diện rồi đó. Các bác có thể thấy nó rất là hợp lý. Đấy, rất là hợp lý cho ngày hôm nay. Và rất mong các anh chị hãy ủng hộ xe và đam mê. Đấy, các bác nào vào xem thì cũng đừng quên thả tim, thả like. Và các bác nào chưa đăng ký kênh thì cũng đăng ký kênh. Đấy, để nhận được tất cả những sản phẩm tại xe và đam mê. Và tiếp bên cạnh đây thì nó cũng là đối thủ của Nissan Terra, đó là một chiếc Accord, và Camry thì nó là đối thủ của nhau. Thì Honda đã ra mắt một cái mẫu xe, đó là dòng xe Accord 5 chỗ ngồi bản full nhập Nhật. Cái này cũng là 2.7, một chủ từ mới. Đấy, cái này đang được chào bán với giá là 300 triệu. Chỉ có 300 thôi. Zin nguyên bản hết, trang bị đèn bi. Đấy, giảm 20 triệu của ngày hôm nay, các bác chỉ bỏ ra 280 triệu sở hữu ngay. Zin ngay về nhà các bác ạ. Zin ngay về nhà nhé. Đó, các bác có thể so sánh hai cái mẫu xe mà nó cũng là hai cái đối thủ của nhau. Đó thì phân khúc D nó rất là rộng đúng không ạ? Và đây là chiếc Audi Q3. Đấy, form mới các bác này. Đấy, rất đẹp và ấn tượng luôn. Và bên cạnh thì cũng là một thương hiệu đến từ Đức, nhưng đây là một chiếc phân khúc đầu bảng Mercedes. Đây là chiếc C300 AMG. Đấy, thì bộ la răng nó rất là khác biệt rồi. Đúng, ngôi sao 5 cánh mang lại cái sự may mắn và thiện lành cho chủ nhân. Thì có thể nó gây ấn tượng ngay với những nước chân ga, vì nó là trang bị 3.0 hút khí tự nhiên. Đấy, công nghệ máy là CGI và hộp số là 7G-Trolex, nên vận hành thì cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng nó với độ đầm chắc, an toàn thì và đẳng cấp.
thì Mercedes 300 nó sẽ vượt trội với những đối thủ còn lại các anh chị nhé. Đó, rất ok. Và chiếc xe này đang được chào bán 400, ngày hôm nay giảm giá 20 triệu còn 380 triệu. Và 380 triệu các chị đã sở hữu được nó rồi, đã đi mẹt rồi. Và đây, gây ấn tượng tuyệt vời, một chiếc Land Rover và đúng nghĩa bản thùng to. Đấy. Con này là một chủ nhưng do xe công ty xuất hóa đơn nên tôi sợ là sau này công ty nó trục trặc nên tôi đã mới cho vào tên mà chưa vận hành ngày nào cả. Về tên Hà Nội thủ đô nhé. Con này là đăng ký lần đầu 2015. Đó, Land Rover bản HSE thùng to. Nói về chất thì không có đối thủ. Đấy. Và xe sản xuất năm 2009. Odo đang là 7,5 vạn. Nó đẹp với mức độ như vậy. Xe đang chào bán 800, ngày hôm nay giảm giá các bác 100 triệu. Đó, nhân dịp xuân mới còn 700 triệu. Được chưa? Và quá tuyệt vời. Và đây cũng là một cái xe đầu bảng đến từ thương hiệu họ nhà Audi. Thì đây là một chiếc Audi Q7 7 chỗ ngồi các anh chị này. Con này 2011 nhưng nói về độ đẹp thì tôi khẳng định các anh chị cần nhìn cái vỏ của nó thôi. Nó mọng mịu như mới luôn, tất cả còn nguyên zin nguyên bản. Con này chạy cực chất, động cơ máy mới từ 3.0. Đấy thì cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu, đúng không ạ? Và mạnh mẽ. Thì con này đang bán là hơn 600 triệu cơ, ngày hôm nay giảm giá cho các bác còn 580 triệu. Đó. Quá tuyệt vời. À, chiếc Prado này thì bán rồi các anh chị ạ. Và một chiếc Altis. À, chưa bao giờ Altis hết hot cả. Và chưa bao giờ Altis làm người dùng hết thất vọng cả. Đúng không ạ? Nó luôn luôn tuyệt vời cái độ bền này, độ cái đẳng cấp và tiết kiệm nhiên liệu, động cơ 1.8. Đấy, bản G. Số tự động các anh chị nhé, 2016. Giá cực kỳ yêu thương ngày hôm nay. Đấy. Giảm giá cho các anh chị kích sàn luôn. 450 triệu. Quá ấn tượng đúng không ạ? 450 triệu. Chưa bằng một chiếc i10, mới bằng một chiếc Morning. Chúng ta lên đi Altis 2016 số tự động các anh chị nhé. Và bên cạnh thì tôi cũng có một chiếc Audi Q7. Nhưng con này thì đời sâu một tí, nhưng nói về chất thì phải nói là chả biết nó phải nói thế nào, tôi chỉ nói là nó rất chất. 10 vạn km chuẩn. 206. Đấy, cũng là bản full rồi, hai cửa lóc các anh chị nhé. Nhập số 3 Kia Audi. Đấy, con này đang chào bán với giá là 400. Đấy, màn hình cam lùi mọi thứ. Con này mà bác nào xem thực tế thì mình thấy cái độ đẹp của nó. Đó. Con này thì vừa rồi tôi độ thêm một cái màn hình. Đấy, thì cũng hết 14 15 triệu rồi. Con này nó mới khủng khiếp như này này. Các bác nhìn cho em này, 10 vạn. 206 mà chạy 10 vạn biển thành phố. Đấy, nó thế này cơ mà. Đấy, con này thì phải nói về độ chất thì miễn màn, nên màn hình mới lên thêm nhé. Đấy, củ số các bác nhìn cho em này. Đấy, vậy thì dù lên thêm cái màn hình mười mấy triệu nhưng vẫn giảm giá và giảm cả cái màn hình cho các bác. Từ 400 triệu còn 380 triệu và được tặng bộ màn hình hơn 10 triệu rồi. Đó, các bác nhìn cho em từ phần đèn. Đấy, nó chất là chất như vậy đó. À, chất là chất như vậy đó. À, các bác. Và bên cạnh đây có một cái sản phẩm ngon bỏ rẻ tiền ít thì nhiều giá trị cao, thì có thể đây là một sản phẩm cực kỳ là ưa thích. À, về độ lành tính, về độ chuẩn mực. Đấy. Về cái mẫu mã, về cái thiết kế và về cái công năng của xe. Và đặc biệt là đã trang bị công nghệ máy CGI rồi. Con này là Mercedes 250 2010. Đấy, thì cái này là vừa rồi thì tôi cũng bán tri ân nên là cái này thì không được giảm giá nữa các anh chị nhá. Lên 3 cam 360 màn hình mọi thứ. Đấy, rất là mới luôn. Con này 2010 C250. Các bác ạ. Rất mới luôn. Đấy, 320 triệu. Đấy, màn hình cam đùi. Đây, nội thất màu kem, giấy da bò Mỹ zin nguyên bản. Mà nó mới như thế này thì các bác có thể là nó sẽ ấn tượng ngay. Đây này. Đấy, nhân duyên các bác mua nào mua được con này thì đúng là quá ok. Một cái mức tiền mà vượt giới hạn sự tưởng tượng. Có con người ta đi một chiếc xe mẹ mà có giá 320 triệu mà nó còn mới đẹp như thế này. Đấy thì quá ấn tượng, hay là 10C250. Đấy. Còn đây là một chiếc xe siêu khủng, một chủ từ đầu. À, gần như là bản full size đầu bảng của hãng mẹ. Bản nhập Mỹ, con này mà chúng ta sở hữu nó mới thì các bác phải móc hầu bao dòng hỏng 7 tỷ. 7 tỷ. Nhưng các bác có tin được không, xe một chủ từ đầu chạy có 4,2 vạn chuẩn km test hãng. Đấy, xe còn thơm phức mùi sao mới, thậm chí trên kính còn nguyên cái chữ ký của chủ tịch tập đoàn hãng mẹ trên toàn cầu. Vì đây là bản cao cấp mà rất nhiều tiền và nó là nhập Mỹ nên nó có ngay cái chữ ký của chủ tịch tập đoàn hãng mẹ ngày đó.
Đó, bản nhập Mỹ 7 chỗ ngồi các anh chị nhé. 4 vạn 2 mai 208 đăng ký lần đầu 209, một chủ từ mới. Đấy, chuẩn chỉ 800 triệu đồng không thương lượng. Đấy, nó là hàng kịch độc rồi các bạn ạ. Và Kia Sportage là một dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng option thì nó miên man, và đặc biệt cái giá trị của xe nhập khẩu thì các anh chị có thể thấy rằng cái chất lượng và cái giá trị vận hành thì nó rất là bền bỉ và đáng tin cậy, đặc biệt là những chiếc xe Hàn nhập khẩu nguyên trước nội địa thì nó rất là tuyệt vời. Đấy, con này thì bên em có hai con cùng màu như này, một con 21 và một con 22. Đấy, đều cân giá với nhau. Đấy, là 400 triệu đồng, bản full hai cầu các chị nhá. Đấy, cái mẫu xe đi thì lành đến chết luôn. Còn Santa Fe vì vừa rồi em 5 chiếc Santa Fe 2022-21 thì bán rồi. Bán rồi, chiếc này cũng bán rồi thì không nói nữa. Đấy. Và bên cạnh đây thì các bác có thể theo dõi ở một cái mục sở thị một cái xe của bác chủ tịch tập đoàn Vũ Gia. Bác chỉ loanh quanh đi uống cà phê nó đẹp khủng khiếp như này. Cũng là Audi A5, một cái thương hiệu đến từ Đức. Nhưng chúng ta phải nói rằng dành cho Audi A5 một cái thiết kế cực kỳ là trẻ trung, thanh lịch và thể thao. Con này thì nó quá đẹp và quá xuất sắc. Đấy. Khẳng định các bác là 15-16 giả lại tiền về chất. Đây, các bác nhìn cho em. Về độ mới và chất lượng chiếc xe thì đây, Audi A5 thì nó kính không viền các anh chị này, nó rất đẹp, nó thể thao nhé, rất đẹp. Nhưng con này nó quá ấn tượng về cái màu sắc và cái chất lượng của xe đó. Đấy, con này giảm giá kịch sàn cho anh chị 500 triệu đồng 2011, quá đẹp luôn. Và nói nhìn chiếc xe này nước thiên đường thì đúng là chấm hết nước chấm các bạn. Vâng, hết nước chấm luôn các bạn, nhìn nó đẹp. Con xe của em nó đẹp hàng siêu tầm rồi. Đấy, hàng siêu tầm rồi các bác này. Đấy, xuất sắc chưa ạ? Đó. Và tiếp theo thì đây cũng là một chiếc xe đầu bảng của Mercedes và nó có doanh số hàng đầu Việt Nam trong nhiều năm liền ở những cái top 10 mà gần như không có đối thủ vượt mặt được, thì đó là một chiếc GLC 300 4MATIC. Đấy. GLC thì có 200, 250 và 300. Thì con này là 300 thì nó có lưng hạ gầm và treo khí nén, trang bị sửa cửa sổ lốc toàn cảnh panorama, cũng là động cơ 2.0 so với cùng phân khúc, nhưng nó được mở thêm đấy, mở thêm công suất máy lên, nó lên đến 258 mã các bác nhé. Đi con này thì quá ấn tượng rồi. GLC 300 thì chúng ta muốn sở hữu nó thì chúng ta cũng phải bỏ ra 3 tỷ và không dưới 3 tỷ. Đấy, một chiếc xe nguyên zin nguyên bản còn rất đẹp. 2017 đấy, 1 tỷ 150 triệu. Xuất sắc. Gần như nó rẻ chỉ còn 1/3 vài năm sử dụng các bác ạ. Đấy, đúng là khi chúng ta sở hữu lại những cái dòng xe lướt châu Âu thì phải nói là nó được khấu hao một cái mức giá là cực kỳ là tốt luôn. Đấy, thì có thể đây là cái giá trị để chúng ta có thể quan tâm đấy, và sở hữu. Con này thì có trang bị nội thất là cũng là màu kem anh chị này. Nó là màu kem nhé. GLC thì nó tuyệt vời rồi. Đấy, chả phải nói về những cái ấn tượng của nó thì ai cũng biết rồi. Đấy, ai cũng có thể ước mơ thôi. Đấy, ước mơ để trả thù quá khứ thì có thể đây là một cái chiếc xe mà chúng ta đáng tin cậy đời khá là cao, mà bản thì là bản cao cấp nhất và giá thì là đúng là không có cái gì mà nói rồi, xe chủ tịch giá công nhân rồi các bác ạ. Đấy, và Audi A6 này, con này 2010 này. Đấy, bản full này, con này em chiên cho các bác khoảng 308 thôi. Đấy, con Audi A4 này, con này thì chắc là lành quanh đâu đó nhô 300 một tí thôi. Đấy. Còn dưới này thì em còn một số mẫu xe. S Maybach 400 đây. Con này lên full Maybach đây. Đấy, con này này. Đấy, 1 tỷ 550 triệu và ngày hôm nay thì cũng sẽ chiên cho anh chị 100. Đang nào lỗ rồi. Đấy, năm hết Tết đến các bác. Con này thì nó quá đẹp, đẹp một cách xuất sắc và đẹp ngỡ ngàng luôn. À, chúng ta có thể đi vào chiếc xe này thì nó thực sự là nó choáng ngợp rồi. Vâng, choáng ngợp về cái option, về cái đẳng cấp, về cái giá trị. Và chúng ta cầm lái và bước xuống từ một chiếc xe như thế này thì wow, đúng là nó gây ấn tượng tuyệt đối. Và với tất cả các đối thủ. Con này thì các bác không cần tán gái đâu. Gái, các bác đi con này thì gái tự tán các bác thôi. Gái sẽ tự tán các bác thôi, chứ các bác không cần tán luôn. Tán đâu, các em nó đâu. Đấy, nó chả có gì phải nói cả, nó vip vip vip. Và xe thì chấm hết rồi. Bốn cửa hít. Đấy, bốn cửa hít dài hơn 5 mét các bác ạ. Đấy, các bác nhìn cho em, nó ấn tượng chưa. Đấy, mà cái giá ngày hôm nay thì cũng là nó sập sàn, sập sàn và yêu thương rồi.
các bác thấy không? Đó. Và bên này thì em còn con E400 cũng là đầu bảng của E400 thì nó đếm trên đầu ngón tay trên thị trường Việt Nam rồi. Cách này thì không có gì phải bàn cãi cả. Con này là cuối phiên bản của 24 form mới rồi. Con này đang tri ân thì các bác chỉ còn 750 thôi nhé. 750 là cái giá đang tri ân nhé. E400 thì nó siêu đẳng cấp rồi. Và nó tiếp cận với bảng S rồi. Nên nó đắt đỏ nên là rất ít người sở hữu nó lúc mới các bác ạ. Nó lên khoảng 4 tỷ lúc mới. Đấy. Range Rover thì em còn một hai chiếc, một cái 24 và một chiếc 22. Thì con này là 212 này. Đấy. Chiếc xe Range Rover 2012 thì bây giờ em đang giảm giá còn 700 thôi. Đấy, còn Kia Sportage này thì đây con 2 này là 21. Một chủ từ đầu thì phải này. Đúng rồi. Đấy, Range Rover con này thì bán rồi này. Đấy, bán rồi. Con này là 23 lùi chuồng tự động này. Đấy. X5 các bác thích không? Bán rẻ cho các bác như cho luôn con X5 này nhé. Hoặc là con S550 này cũng rất là rẻ này. Còn con S321 kia thì mới bán rồi. Đấy, mới bán rồi. Con Mercedes 250 kia mới bán rồi. Đó. Cũng còn từng đó xe thôi để các bác có thể lựa chọn. Và cái cơ hội vàng để các bác có thể sở hữu và ủng hộ xe và đam mê. Và cảm ơn các bác nhân dịp năm mới thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị luôn luôn ủng hộ xe và đam mê nói chung cũng như Phúc Yêu nói riêng. Vậy thì cũng xin một lần nữa chúc các anh chị có một năm mới an khang thịnh vượng, gặt hái được nhiều cái thành quả lao động và sức khỏe thật dồi dào, hành thông viên mãn hạnh phúc các bác nhé. Thank you tất cả mọi người, các bác nào yêu dòng nào thì alo cho Phúc Yêu. Và em sẽ gửi clip hoặc hình ảnh chi tiết cho để các bác tham khảo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Năm hết Tết đến rồi, thị trường xe nó cũng đang bắt đáy. Nên là nó là những cái cơ hội để các anh chị có thể trải nghiệm giao dịch những cái mẫu xe. Và cảm ơn các bác. Cảm ơn và xin chào tạm biệt.